Tháng 6 năm 2010, Bệnh viện Đa khoa Thực hành được phê duyệt thành lập trên cơ sở nâng cấp phòng khám bệnh đa khoa thuộc Trường Đại học Y khoa Vinh. Sau hơn 6 năm triển khai, bằng sự năng động và nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo nhà trường, nơi đây đã trở thành điểm đến tin cậy cho người bệnh ở khắp mọi địa phương trong và ngoài tỉnh. Cơ sở hạ tầng của phòng khám được đầu tư xây dựng bài bản, hiện đại. Toàn hệ thống hiện có 3 khối nhà chính, bao gồm khu điều trị hiện có quy mô 9 tầng với diện tích sử dụng trên 10.000 m2, 9 khoa chuyên môn như tai, mũi họng, chụp X-quang, phẫu thuật, v.v. Hệ thống khu khám bệnh có quy mô 4 tầng với đầy đủ phòng khám và điều trị ngoại trú. Ngoài ra còn có khu xử lý rác thải và kiểm soát nhiễm khuẩn. Để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong điều kiện mới hiện nay, ban lãnh đạo nhà trường đầu tư trên 100 tỷ đồng, nâng cấp đồng bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật mới như hệ thống máy móc chẩn đoán và điều trị chất lượng cao, chăm sóc tại nhà bằng phương tiện cấp cứu sarin điện, monier, máy siêu âm 4 chiều, máy X-quang tăng sáng truyền hình, CT 16 lát cắt, hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hiện đại, thực hiện được nhiều kỹ thuật cao như xét nghiệm chất nội tiết, miễn dịch, hệ thống nội soi phế quản gấp dị vật, giải phẫu bệnh tự động, v.v. Trong những năm qua, thì phòng khám đã đầu tư đồng bộ với trang thiết bị, cơ sở vật chất và đủ cán bộ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Về cơ sở vật chất, thì hiện nay thì phòng khám cũng có một khu nhà 4 tầng, kèm khu nhà 9 tầng để chuẩn bị các điều kiện để thành lập bệnh viện. Thứ hai là về trang thiết bị, thì phòng khám đã đầu tư rất nhiều trang thiết bị hiện đại như là CT 16 lát cắt, hệ thống xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi can thiệp và Holter điện tim, rồi các máy móc khác đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Thứ ba, về con người thì phòng khám đào tạo được một số cán bộ chuyên sâu theo kiểu cầm tay chỉ việc để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Phương hướng sắp tới thì phòng khám sẽ triển khai nhiều kỹ thuật mới như là mổ nội soi, các xét nghiệm về chất nội tiết, rồi xét nghiệm miễn dịch và xét nghiệm về vi sinh vật, về chẩn đoán hình ảnh thì bổ sung thêm các cái máy siêu âm hiện đại và các máy siêu quang. Đầu tháng 12 năm 2016, cháu Trần Văn Trường, 7 tuổi, được chẩn đoán chính xác là có dị vật phế quản phổi trái, nhiều biến chứng nguy cơ có thể xảy ra. Phòng khám bệnh đã thành lập 2 kíp cấp cứu. Một kíp cấp cứu hồi sức do Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Trực Sinh phụ trách và kíp nội soi do Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Tuấn phụ trách đã tiến hành nội soi phế quản ống mềm cấp cứu gắp dị vật đường thở. Kết quả đã cấp cứu thành công, lấy được đầu bút bi nằm ở phế quản trung gian thùy trên và thùy dưới phổi trái. Với phương châm xem bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là nhân tố trung tâm của mọi hoạt động, phòng khám Y khoa Vinh ngày càng khẳng định thương hiệu và tạo được niềm tin cho đông đảo người dân. Tính đến nay, phòng khám thu hút bình quân đạt 150-300 lượt bệnh nhân một ngày, tương đương hơn 90.000 bệnh nhân một năm đến khám và điều trị tại cơ sở. Đó là bộ qua cháu Đăng Đức Anh ở Sơn An, như Sơn An tỉnh. Qua cái thông tin và cái thực tế là khám của cháu ở tại phòng khám của trường Đại học Y, thì lần này là tái khám lần thứ hai. Chúng tôi thấy là ở đây khám rất là tốt, các bác sĩ rất là có chuyên môn. Là qua cái lần tái khám này thì tôi thấy là cháu là có cái kết quả là rất tốt. Được biết, sau khi đi vào hoạt động, bệnh viện mới có quy mô 70 giường bệnh. Đến năm 2020 có 200 giường với 17 khoa điều trị lâm sàng, 6 phòng chức năng, hệ thống máy móc thiết bị xứng tầm bệnh viện hạng 2 của tỉnh.